Trong người về quê tự phát vẫn đổ về các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền Trung. Trong đó, nhiều nhất là Sóc Trăng với gần 20.000 trường hợp, nâng tổng số người về quê của địa phương này lên trên 40.000. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, đến sáng ngày mùng 4 tháng 10, có người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê nhiều hơn hôm trước. Các khu cách ly tập trung được địa phương chuẩn bị đã quá tải nên trưng dụng rất nhiều trường học. Vì vậy học sinh tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Đối với hướng dẫn của Bộ Y tế có nội dung cách ly người dân tại nhà sau khi di chuyển qua lại giữa các vùng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chưa áp dụng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương này. Ngoài Sóc Trăng, các tỉnh có số lượng người về quê tăng mạnh từ chiều mùng 3 đến sáng mùng 4 tháng 10 là An Giang 28.000, Kiên Giang 19.000, Đồng Tháp 16.300, Cà Mau 11.800, Bạc Liêu 11.000 và Trà Vinh 8.600. Vĩnh Long và Hậu Giang mỗi tỉnh tiếp nhận khoảng 5.000 người, khiến các khu cách ly quá tải. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, ngoài 8.600 người đã về, có 3 F0, lực lượng trực chốt tại cửa ngõ thông báo có thêm 1.700 người chạy xe máy vào địa phương này vào trưa ngày 4 tháng 10. Việc cách ly tại nhà đối với người dân về quê, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho rằng, chưa áp dụng được vì lo ngại có F0 sẽ gây nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Nếu tất cả bà con được tiêm hai mũi, có xét nghiệm âm tính thì an tâm. Còn dòng người về quê những ngày qua không kiểm soát được nên chúng tôi rất lo nên phải cách ly tập trung. Các khu cách ly không khám nổi, tỉnh tận dụng 100 trường cấp 2, 35 trường cấp 3 để làm điểm sàng lọc, cách ly người dân, ông Hàn chia sẻ. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Bình cho biết, học sinh chưa thể đến trường vì phải nhường cơ sở vật chất cho việc cách ly người dân. Địa phương này cũng thận trọng trong việc cho bà con cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với Đồng Tháp, 4 ngày qua có trên 81.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được cảnh sát giao thông dẫn đường di chuyển qua địa phương này về quê. Ngoài 16.300 công dân của địa phương, 65.000 người còn lại được lực lượng chức năng bàn giao cho các tỉnh lân cận tại những chốt cửa ngõ. Chúng tôi thấy công văn hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế rất thoáng, nhưng tùy tình hình thực tế tỉnh mới áp dụng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ. Đến trưa ngày 4 tháng 10, có 3 tỉnh chính thức gửi công văn đến Thủ tướng để đề nghị chỉ đạo siết chặt, kiểm soát khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, ngăn người dân tự ý về miền Tây. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khi thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương nới lòng giãn cách, công dân ở nhiều tỉnh thành phía Nam tự ý chạy xe máy về miền Tây. Việc này đã gây quá tải nghiêm trọng, trực tiếp uy hiếp về an ninh của các tỉnh miền Tây, đặc biệt là an toàn phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng, nếu người dân tiếp tục tự ý về quê, sẽ gây vỡ trận hàng loạt tại các tỉnh. Trong đó, Bạc Liêu là nơi có các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí và điều kiện đảm bảo y tế rất thiếu thốn. Chúng tôi chỉ đạo các địa phương sàng lọc những người đã khỏi bệnh và tiêm 1-2 mũi vaccine để cho bà con cách ly tại nhà. Người chưa tiêm vaccine, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV cũng được cách ly tại nhà. Gia đình có thể chọn nơi thoáng mát để che trò trong vườn cho những trường hợp cách ly này. Cách ly như thế sẽ tốt hơn ở trường học, ông Thiều nêu quan điểm. Tại Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt cũng chỉ đạo ngành y tế và các địa phương sàng lọc người tự ý chạy xe máy về quê. Người nào đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế sẽ được cách ly tại nhà. Còn Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Nguyễn Thành Tùng nói, tỉnh này cách ly tập trung 7 ngày đối với người về quê có giấy xác nhận tiêm đủ 2 liều vaccine. Những người khỏi bệnh COVID-19 được cách ly tại nhà, các trường hợp còn lại cách ly tập trung 14 ngày. Không chỉ miền Tây, 3 ngày qua có trên 12.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự ý về quê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Thừa Thiên Huế. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Quang Thuần, hơn 7.000 công dân về quê đã được xét nghiệm nhanh. Những trường hợp âm tính nCoV được các huyện, thành phố tiếp nhận cách ly tập trung và người dân sẽ phải trả chi phí 120.000 đồng mỗi ngày. Còn tại Đắk Nông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Lấp Đào Kim Nghiệp cho biết, hơn 3.000 công dân hồi hương đã được xét nghiệm nCoV tại chốt kiểm soát Đắk Du. Những trường hợp âm tính được các huyện đón về cách ly tập trung có thu phí 120.000 đồng một ngày. Tại Thừa Thiên Huế, Trung tá Hoàng Phước Tế, trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc cho biết, đơn vị đã dẫn đoàn xe máy 950 chiếc chở 1.700 người từ các tỉnh phía Nam về quê. Ngoài nước uống và thức ăn, lực lượng làm nhiệm vụ còn hỗ trợ xăng cho những người có nhu cầu. Bà Trần Thị Hoài Trâm, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương khuyến cáo người dân ai ở đâu ở yên đó để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, những trường hợp đã về địa phương thì sẽ đưa đi cách ly tập trung, còn về từ vùng áp dụng chỉ thị 16 sẽ bị xử phạt hành chính. Hiện Thừa Thiên Huế chuẩn bị đón người dân về từ vùng dịch có tổ chức. Trong đó, có chuyến bay đón 200 phụ nữ mang thai và người già trẻ em. Tại Đắk Lắk, bà Hơ Jim Cờ Đò, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, những ngày qua, lượng người từ các tỉnh thành phía Nam trở về rất đông. Tính riêng ngày mùng 2 tháng 10, có tới 1.500 người về. Dự kiến những ngày tiếp theo, số người càng đông. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ngay từ đầu. Mới bàn giao người về từng huyện, bà Hơ Jim Cờ Đò nói. Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắc có khoảng 120.000 công dân đang làm việc, sinh sống, học tập ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Nếu số lượng công dân này tiếp tục trở về địa phương, sẽ tạo nên áp lực lớn đối với việc phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Để ngăn ngừa dịch bệnh, tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò, chất lượng hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng nhằm bóc tách F0, F1 trong cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tiếp nhận công dân từ vùng có dịch trở về địa phương. Tỉnh sẽ thu phí cách ly tập trung 120.000 đồng trên một người một ngày. Đối với công dân đã tiêm hai mũi vaccine, được cách ly tại nhà, tiêm một mũi cách ly tại khu cách ly tập trung ở thành phố, thị xã và các huyện, chưa tiêm mũi nào cách ly ở khu tập trung tỉnh quản lý. Còn tại Gia Lai, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh, Thời gian tới, địa phương sẽ triển khai đón công dân về tỉnh theo thứ tự ưu tiên, như người thật sự khó khăn có nhu cầu cấp bách. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón 469 công dân, trong đó có 241 phụ nữ mang thai và 42 trẻ em gặp khó khăn cấp bách ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê. Thời gian qua, có khoảng 58.000 người đi tự phát từ các tỉnh phía Nam về Gia Lai tránh dịch tỉnh đã đưa đi cách ly tập trung hơn 32.000 người. Số bệnh nhân là F0 về từ vùng dịch, chiếm hơn 80% tổng ca mắc bệnh của tỉnh. Đối với các công dân chưa về được, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hỗ trợ các đối tượng khó khăn với mức 1 triệu đồng trên một người và đã hỗ trợ cho 573 người. Đối với học sinh chưa về được các tỉnh khác để học tập, tỉnh đã tạo điều kiện để tham gia học tập tại các địa phương. Ông Phan Nhật Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rấp, Đắk Nông cho biết, Tối ngày 2 tháng 10, có khoảng 1.000 công dân sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam chạy xe máy về quê tránh dịch. Tại chốt phòng chống dịch Cai Tranh, xã Đắc Du, huyện Đắc Lấp, cơ quan chức năng đã phân luồng, sàng lọc từng đối tượng, sau đó giao về địa phương thực hiện cách ly theo quy định. Phần lớn người về đợt này là công nhân, lao động tự do.